không có gì bí mật khi sống trong không gian có thể gây ra một số thiệt hại đáng kể cho cơ thể. Nghiên cứu cho thấy rằng có một loạt các rủi ro sức khỏe gây ra cho con người khi sống và hoạt động lâu dài trong không gian, bao gồm bệnh tim mạch, bức xạ, thay đổi sức khỏe nhận thức và hành vi, suy giảm sức khỏe thể chất và dinh dưỡng không đầy đủ. Đặc biệt, mất mật độ xương là một vấn đề phổ biến mà các phi hành gia phải đối mặt. Trên thực tế, người ta ước tính rằng các phi hành gia có thể mất tới 2% mật độ xương mỗi tháng trong không gian. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã trồng một loại rau diếp biến đổi gen có thể tạo ra một loại thuốc quan trọng giúp ngăn ngừa sự mất mật độ xương ở các phi hành gia. Nhóm nghiên cứu đã chia sẻ những phát hiện của họ tại cuộc họp mùa xuân gần đây của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ. Do sự khác biệt về lực hấp dẫn trong không gian, xương phải chịu các loại áp lực khác nhau, hay đúng hơn là bớt đi. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều chức năng chính của xương bị ảnh hưởng tiêu cực do sự khác biệt về lực hấp dẫn trong không gian, bao gồm khả năng lưu trữ chất dinh dưỡng và hoạt động của xương theo cách chịu tải. Các biện pháp can thiệp không dùng thuốc có xu hướng chỉ có tác dụng tối thiểu, chẳng hạn như tập thể dục, cuối cùng khiến các phi hành gia có vài lựa chọn để giữ cho xương của họ khỏe mạnh. Một loại can thiệp dược phẩm, hormone tuyến cận giáp PTS, đã được chứng minh là có thể điều trị mất mật độ xương trong không gian và duy trì chức năng xương đầy đủ. Tuy nhiên, loại thuốc đó hiện cần được tiêm thường xuyên và có sẵn theo yêu cầu cho các phi hành gia. Rau diếp biến đổi gen được thiết kế để sản xuất PTS. Cụ thể, nó tạo ra một loại protein kết hợp PTS với một kháng thể protein của người. Hy vọng là protein kết hợp này sẽ duy trì ổn định và hoạt động hiệu quả trong máu. Các nhà nghiên cứu cũng hy vọng các phi hành gia có thể chiết xuất protein từ thực vật tinh chế và sử dụng nó như một phương pháp điều trị. Phải thừa nhận rằng rau diếp không phải để ăn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hy vọng một ngày nào đó sẽ sản xuất ra protein để nó có sẵn ở dạng uống, cho phép các phi hành gia nhận được loại thuốc này chỉ bằng cách ăn rau diếp. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!